Vâng, em Tùng Nguyên có mấy dòng bát 30, 40, 50 muốn giới thiệu đến khách hàng. Các bác có thể mua lẻ một cái bát 30 JBL, bát 30 RCF, bát 40 RCF, bát 50 RCF về để chơi các cái dòng súp hơi nhé. Và ngoài đó thì em có cái dòng như là bát 30 NG. Cái dòng này là lời rất là hay, nó là hàng của công ty NG. Thì các bác cùng xem ở đây này. Đây bát 30 RCF đây là từ 190/76. Còn đây là 40 giờ xếp đây, từ 190/76. Còn đây là bát 40 giờ xếp từ 220/100. Bát 30 giờ 336 và bát 50 BV kép audio. 30, 40, 50 giờ xếp. Full tất cả toàn bộ đều bán lẻ một cái để làm súp. Còn ngoài ra những có muốn chơi súp thì có thể dòng carbon này, dòng BV kép này, rất nhiều dòng. Thì các bác cùng xem mẫu ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tất cả các bác bát 30 trước. Đầu tiên cả bát rẻ nhất đó là dòng bát giờ xếp từ 19/76. Chỉ có hơn 1 triệu một tí xíu thôi. Mà xếp ni và gân 3 gân. Đây là bát 30 nhá. Con này đánh tiếng trống cực kỳ tốt luôn. Trống sâu mềm, giá của nó rẻ. Rồi xếp là cái loại bát là giá hiện tại đang là tốt nhất. Mà chất lượng âm thanh ra là ok đấy. Đít gù huyền xanh. Còn nó nếu mà các bác mà thích chơi bản cao cấp hẳn thì các bác chơi các bản này. Bản này là từ 19/76. Model 12W336 con dây nhôm dẹt các bác nhé. Con dây nhôm dẹt màng xếp đi và gân 3 gân. Đây là bát của công ty BV của LG. Và nó là dòng con dây nhôm dẹt. Còn tiếp đến là đây là bát 30JBL. Hôm nay em gửi cho một bác khách ở Phù Cừ, Hưng Yên. Bác cái ngoài con này oánh súp hơi này, rất là uy lực luôn. Vì con này côn 100 từ 220 bát 30. Đấy, từ 220 100. Màng của nó xếp đi lượng sóng gân 3 gân. Các bác có thể các cái dòng 30 này nếu như anh em mà nắp thùng thì nắp súp nhà nhỏ quá thì nắp súp đơn. Còn không thì các bác đánh thì đánh súp kép. Súp kép 30 đánh rất hay. Nếu như các bác có đẩy khỏe mà đánh súp kép thì tuyệt vời luôn. Đây là từ to lắm, từ 220/100. Đây là bát 30 nhá. Nếu mà bát 30 mà nằm nắp full mà có 100 thì chỉ thiên về tiếng bát thôi. Lời nó sẽ tối. Còn nó nếu mà lấy cái loại này thì thiên về lời nhiều hơn. Bát thì không bằng JBL được, nhưng mà lại thiên về lời, hát sáng. Thêm về lời này thì rất là xử lý, rất là đơn giản. Thêm về lời này thì sẽ quyện cho em thêm tí súp. Còn các con bát JBL thiên về bát này thì các bác phải bổ trợ thêm là loa lời nữa. Ví dụ nhà có 2-3 đôi tối bát nó kém mà cần tiếng bát thì mình có thể chơi JBL để bổ trợ tiếng bát, uy lực mạnh mẽ. Mình phối ghép âm thanh là mình phải nhiều bát thì mình phải lấy lời, mà nhiều lời thì mình lại phải lấy tiếng bát. Thế nên là nó phải phối ghép và hỗ trợ nhau thì bộ dàn của mình nó mới hay được. Con này mạng siêu ni điện sóng gân 3 gân là bát 40 từ 190/76. Bát 40 giờ xếp cũng giống như 30 thôi nhá anh em nhá, cũng giống như 30 thôi. Còn đây là 40 thì cũng giống như hai loại kia, nhưng từ của nó là 220/100, từ to hơn. Các bác có thể mua lẻ một cái làm súp từ dày hơn, bích dày hơn, nó là cô 100 mà nó sẽ gấu mèo hơn đấy. Và đây là bát súp 50 của BV kép audio W1820, đích nhám sần và đít lồi. Dâu của nó sẽ được bọc dưới điện này, màng sần. Xương của BV kép này có chữ BV kép trên thân xương. Các bác có thể mua lẻ một cái để test thử nghiệm trước nhá, hoặc là các bác mua một đôi từ 220/100. Đấy, có rất là nhiều các cái dòng bát rời khác nhau. Bên em chung cung cấp xỉ số lượng cho anh em thợ toàn quốc. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio nhá.